Xin chào cả nhà Bắp, chào mừng các bạn quay trở lại với Bắp Story sau bao ngày xa cách. Lời đầu tiên, Bắp muốn gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe và bình an đến tất cả những người bạn của Bắp. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Bắp và Bắp xin hứa trong năm 2024 này, Bắp sẽ bớt lười hơn và lên video thường xuyên hơn, chứ kênh Bắp Story đang bị móc mail quá rồi bà con ạ. Và trong video khai xuân năm Giáp Thìn 2024 này, xin mời bà con cùng Bắp trở lại với gia tộc Rồng mùa 2 để tìm hiểu những gia tộc mới nào sẽ xuất hiện trong cuộc nội chiến sắp tới của nhà Targaryen nhé. Và mọi người yên tâm, Bắp sẽ không spoil nội dung phim gì đâu nhé. Cái chết của Lucerys Velaryon, đứa con thứ hai của nữ hoàng đen Rhaenyra Targaryen, đã đặt dấu chấm hết cho những thỏa thuận đình chiến mà phe xanh gửi đến phe đen. Từ đây, vũ điệu bầy rồng chính thức bắt đầu, hàng loạt những cuộc chiến, trả thù đẫm máu được bày biện thịnh soạn giữa hai phe, và tất nhiên không thể thiếu sự tham chiến của những gia tộc lớn mà chúng ta đã biết như gia tộc Lannister, gia tộc Baratheon hay gia tộc Arryn. Tuy nhiên, trong video này, Bắp sẽ chỉ nói về những gia tộc mà chúng ta ít biết đến hơn, đã xuất hiện trong trailer ngắn của gia tộc Rồng mùa 2. Những gia tộc này đều có những ảnh hưởng nhất định đến cán cân sức mạnh giữa phe đen và phe xanh trong sự kiện Vũ Điều Bầy Rồng. Đầu tiên là gia tộc Groom. Là một gia tộc ngoan đạo cư trú ở vùng đất đai trù phú và rộng lớn Westerlands, không có nhiều tư liệu về gia tộc này trong suốt chiều dài lịch sử của Westeros. Hầu hết chúng ta chỉ biết rằng đây là gia tộc đã sát cánh cùng với Fae Militant, đội quân bảo vệ thất diện giáo, để chống lại Maegor Targaryen đệ nhất trong suốt thời kỳ trị vì của ông. Cuối cùng, Maegor đã cưỡi con rồng nổi kinh hoàng đen Balerion thiêu rụi toàn bộ lâu đài, đền thờ của những kẻ chống đối ông ta, trong đó có gia tộc Groom. Trong sự kiện Vũ Điệu Bầy Rồng, Alfred Groom, một hiệp sĩ đến từ gia tộc Groom, đã thề trung thành với nữ hoàng đen Rhaenyra. Ông ta thường được biết đến với cái tên Alfred ủ rũ do tính khí thất thường và bản tính hay hờn dỗi. Alfred Groom cũng từng tham gia vào lực lượng quân đội tại Dragonstone dưới thời trị vì của vua già Jaehaerys Targaryen đệ nhất. Trong mùa 2 gia tộc Rồng, nhân vật Alfred Groom sẽ được thủ vai bởi Jaime Kenner. Và có thể nói, đây là một trong những nhân vật sẽ xảy ra rất nhiều biến cố trước, trong và sau khi vũ điệu kết thúc. Tiếp theo là gia tộc Kraken. Đây là gia tộc cổ xưa vùng Stonehenge ở Riverlands và thề trung thành với gia tộc Tully. Trong gia tộc Rồng mùa 1, chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến khá chóng vánh giữa Gerald Kraken và William Blackwood tại buổi kén chồng của công chúa Rhaenyra Targaryen. Kết quả thì Gerald Kraken đã về chầu ông vải. Thật ra, trong tiểu thuyết không hề có nhân vật nào tên Gerald Kraken và William Blackwood cả. Đây là hai nhân vật được sáng tạo trên phim và có lẽ lấy cảm hứng từ các nhân vật có thật trong truyện là Aemys Kraken và lãnh chúa Samwell Blackwood. Trong tiểu thuyết, vào năm 112 AC, để tranh giành sự sủng ái của Rhaenyra, cũng có một cuộc đấu tương tự giữa Aemys Kraken và lãnh chúa Samwell Blackwood, nhưng phía bại trận là Samwell Blackwood và cũng không có ai bị giết như trên phim. Trở lại với nhà Bracken thì chúng ta cũng thấy hình ảnh thoáng qua của gia tộc này trong trailer mùa 2. Lúc này khi sự kiện vũ điệu nổ ra, nhà Bracken đã thề trung thành với phe xanh và chống lại phe đen. Chắc là thù phạt vụ bị công chúa từ chối năm xưa thôi mà. Hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một lần nữa cuộc đụng độ khá là hay ho giữa nhà Bracken và nhà Blackwood lúc này đang ủng hộ phe đen ha, trong trận chiến kinh điển Battle of the Bronze Mill trong mùa 2 của gia tộc Rồng. Gia tộc Rossby. Rossby là một gia tộc quý tộc đến từ vùng Crownlands và thề trung thành với phe đen trong suốt vũ điệu. Gia huy của gia tộc Rossby là ba mũi tên màu đỏ xếp chồng lên nhau trên nền màu trắng lông chồm Admin. Trong đoạn trailer ngắn, ta có thể nhìn thấy gia tộc Rossby đang sát cánh cùng gia tộc Stark Roar và rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến trận đấu rồng kinh điển đầu tiên trong vũ điệu tại phân cảnh này. Sẽ có rất nhiều cú twist bất ngờ xảy đến với gia tộc Rossby trong suốt cuộc nội chiến. Những quyết định của lãnh chúa Rossby đã liên tục đẩy ông vào những kết cuộc không mấy tốt đẹp. Và tất nhiên, trong trận chiến giữa máu và lửa thì mấy ai có được một kết thúc tốt đẹp cơ chứ. Gia tộc Stark Roar cũng là một gia tộc quý tộc cư ngụ tại vùng Crownlands với gia ngôn là Proud to be faithful, tự hào về lòng trung thành. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh thoáng qua của gia tộc này với chiếc gia huy hình con cừu trắng trên nền xanh lá của trailer gia tộc Rồng mùa 2. Có thể nói thành tựu nổi bật nhất trong lịch sử của gia tộc này chính là lãnh chúa Aelyn Stockroth, người đã được phong trở thành cánh tay của vua Aegon Targaryen đệ nhất và cả vua Aenys Targaryen đệ nhất nhiều năm sau đó.
Giống như gia tộc Rossby, gia tộc Star Wars ban đầu cũng thề trung thành với phe đen trong buổi đầu của vũ điệu. Nhưng cũng giống như gia tộc Rossby, gia tộc Star Wars cũng chẳng thể có một cái kết có hậu trong suốt cuộc nội chiến đẫm máu này. Và cuối cùng, gia tộc Stone. Trong series Trò Chơi Vương Quyền, hẳn chúng ta sẽ không bao giờ quên nhân vật luôn tỏ ra bực dọc và ghét bỏ Jon Snow, chỉ huy quân đội của đội gác đêm tại Lâu Đài Đen. Vâng, đó chính là Sir Alistair Stone, hậu duệ của một trong những gia tộc danh giá trong suốt triều đại trị vì của nhà Targaryen, gia tộc Stone. Gia tộc Stone cũng cư ngụ tại vùng Crowlands, với gia huy là hình cái đập lúa trên nền đỏ viền đen. Nếu như gia tộc Starkrove có thành viên gia tộc trở thành cánh tay của nhà vua thì gia tộc Stone có thể tự hào khi gia tộc mình có người trở thành thành viên của đội vệ vương. Rickard Stone đã trở thành thành viên của đội vệ vương dưới thời trị vì của vua Viserys Targaryen đệ nhất, nhưng rất tiếc là chúng ta vẫn chưa được nhìn thấy nhân vật này trong gia tộc rồng mùa đầu tiên. Mặc dù không xuất hiện trong trailer của gia tộc rồng mùa 2, tuy nhiên theo thông tin chính thức từ đoàn phim, nhân vật này sẽ góp mặt trong phần phim thứ 2 và người thủ vai không ai khác chính là vị ông nội ngầu đét trong One Piece phiên bản live action trên Netflix, Vincent Regan. Trong suốt vũ điệu, Rickard Stone cùng gia tộc của ông sẽ sát cánh cùng Aegon Targaryen đệ nhị để chống lại phe đen. Nhưng Bắp nghĩ chắc phải đến tận mùa 3 thì vai trò của nhân vật này mới thật sự nổi bật tại một trong những sự kiện đau thương nhất trong lịch sử triều đại Targaryen. Vậy là Bắp vừa điểm qua 5 gia tộc mới và đóng những vai trò quan trọng trong gia tộc rồng mùa 2. Bên cạnh những gia tộc đã quen thuộc với người xem Trò Chơi Vương Quyền, chúng ta sẽ chứng kiến những cuộc đổi phe, phản bội, lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Ồ lộn, máu và lửa sẽ tràn đến hầu khắp các vùng đất, các gia tộc trên toàn cõi Westeros. Những con rồng sẽ gào thét và vũ điệu của chúng bắt đầu. Vâng, video đến đây là hết. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Trước khi chuyển kênh, nhớ đăng ký, like và share video cho Bắp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.